Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì chiều tối ngày hôm nay mình Tuyền về thêm được hai xe nữa các anh chị. Thì hồi lúc sáng Tuyền có quay cho tất cả các anh chị và các bạn là khoảng một số xe mới về, như là EcoSport số tự động đời 2015 nè ha. Rồi Vios bản G đời 2014 nè. Rồi về thêm City bản CVT đời 2019. Rồi chiếc quay trắc nữa ha, quay trắc đời 2019 các anh chị. Thì Tuyền đã nhận cọc được chiếc quay trắc đó rồi, nên là hồi trưa giờ thì không có đi chi tiết với chiếc xe đó. Thì chiều hôm nay bên Tuyền mới vừa về thêm một chiếc xe 7 chỗ của Suzuki cũng rất là hot nè các anh chị. Etiga phiên bản số tự động đời 2019 nha. Chiếc này thì mới đi có 38.000 km thôi, full lịch sử hãng các anh chị ha. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 459 triệu các anh chị. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết là Etiga bên Tuyền về phải nói là rất là nhiều và bán đi cũng rất là nhanh. Hiện tại kho bên Tuyền chỉ còn có một xe này thôi, cho nên nếu mà các anh chị nào mình đã ưng á thì mình tranh thủ mình sở hữu ngay nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng nè, nước sơn Tuyền thấy không có bị trầy xước gì hết á. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin còn mới 100% á, trầy xước hay là giảm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết ha các anh chị ha. Xe này biển 61 Bình Dương nha, 61A74719 các anh chị, cho các anh chị đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền ha. Ở bên đây Tiền thấy nó có xước nhẹ ở những điểm này nè các anh chị. Đây với phần cản, phần cản trước thì cản thường thường thì cản trước cản sau thì là dễ bị trầy nhất các anh chị. Đây những mối nối thì còn rất là khít ha, rất là liền lạc nha. Chỗ nào trầy thì Tiền báo trầy. Những cái vết trầy đó nếu mà các anh chị nhà mình muốn bên Tiền hỗ trợ dặm lại thì Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình nha. Còn không thì cứ để vậy sử dụng các anh chị. Con này xước dăm dăm không vấn đề gì hết á. Rồi, mình quan trọng là nước sơn zin ha các anh chị ha, còn việc dặm lại thì nó bình thường lắm. Độ gây gió Tiền thấy cũng còn tương đối nha các anh chị nha. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết á. Xe này là vỏ zin theo xe ha các anh chị ha, vỏ 2019 nè. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 của năm 2022 các anh chị. Đường bộ thì hết rồi ha, nhưng mà mình cứ để vậy mình sử dụng thôi, không vấn đề gì hết các anh chị. Ở đây thì có dán phim nè, có viền che mưa nha, ốp cho mình nè, chén cửa nữa các anh chị ha. Rồi, nhìn sơ giúp Tiền phần keo chỉ nha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Giờ này cũng chiều tối rồi, không biết là các anh chị nhà mình thấy có rõ không ạ? Nếu mà chỗ nào thấy không rõ thì cứ liên hệ Tiền nha. Tiền sẽ chụp hình những cái chi tiết chỗ nào mà các anh chị chưa xem được á, để chụp hình gửi cho các anh chị nhà mình xem. Đó, tem mác từ nhà máy vẫn còn ha. Anh chủ thì có nẹp cho mình nẹp bước chân nữa các anh chị, ra vào khỏi bị trầy cái phần sườn bên đó ha. Rồi, xe này thì Tiền thấy có cảm biến lùi rồi, cũng có cam lùi rồi luôn các anh chị ha. Cho các anh chị nhìn sơ giúp Tiền phần gầm nha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 lít các anh chị. 6 lít ha, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, gầm thì không có vấn đề gì hết các anh chị ha, không vấn đề gì hết. Rồi, thì sẽ quay thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa mình biết được chất xe nó như thế nào ha. Còn chứ còn gầm thì không vấn đề gì hết á. Nhìn nhầm Tiền phần keo chỉ cũng như là ốc kết nha. Xe bên Tiền khi mà bán ra thì có bảo hành riêng cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đấy, xe mới về thì cũng chưa vệ sinh gì hết, nhưng mà rất là mới các anh chị nhìn những cái bệ tì tai bên này nè, không có trầy xước gì hết, chứng tỏ là xe mình đi cực kỳ ít các anh chị ha. Đây, đầu nghề nè, con đội tay quay còn đầy đủ các anh chị nhé. Ở dưới này thì có hai cái hộc để đồ nè. Xe mới về thì cũng chưa có dọn gì hết các anh chị. Đây, nếu mà nhà mình không ngồi full người các anh chị thì mình gập ghế xuống như thế này ha, thì để mình để đồ được một khoảng lớn luôn á. Đấy, còn nếu mà nhà mình ấy thì mình bật ghế lên mình ngồi ha, ghế nỉ nguyên zin. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị ha. Xe thì được trang bị ghế nỉ nguyên zin các anh chị. Trần đã được bọc tròn ni lông rồi các anh chị. Sàn thì sàn simili có táp bi sàn ở trên nha các anh chị nha. Chất nỉ thì thấy còn rất là mới, không có bị dơ, không có bị cũ gì hết, còn rất là mới. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm Tiền phần vô lăng ha.
Vô lăng thì thấy vô lăng bọc da nhưng mà rất là mới, không có bị hao mòn, cũng không có bị trầy xước các anh chị ha. Những cái logo cũng còn rất là mới nè, những cái nút bấm nè cũng không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết cả nha các anh chị nha. Đây nhìn đồng hồ giúp tiền 38.347 km các anh chị. Xe này thì mình full lịch sử hãng nha, hạn mình 43.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa ha. Nên là mình xe này là mới bảo dưỡng xong đó các anh chị, mua về các anh chị đi 5.000 nữa thì mình mới bảo dưỡng nha. Rồi trên đây táp lô, anh chủ có trang bị cho mình một tấm thảm táp lô nữa. Rồi có màn hình zin theo xe ha. Các anh chị nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp tiền. Cần số cũng rất là mới, không có bị hao mòn gì hết. Đây, chìa khóa của nó nè. Rồi, ok. Bây giờ tiền sẽ tắt máy nha. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ ha các anh chị ha. Tiền sẽ đi nhanh nhanh một tí xíu ha, do trời cũng chiều rồi, sập tối, giờ này cũng khoảng 5 giờ hơn rồi các anh chị. Cũng sợ thì sợ là tí nữa sụp tối á, cái không quay được cho mọi người. Rồi trước tiên thì nhìn giùm tiền phần ốc của nắp capo cũng như là keo chỉ ha. Tôi nhắc lại nha, xe bên tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Xe mới về chưa có vệ sinh gì hết nên là khoang máy nó còn hơi dơ. Các anh chị nhà mình thông cảm giúp tiền ha. Còn một khi là xe đã được giao đến tay khách hàng thì phải đảm bảo sạch đẹp ha. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh tiền đây là chiếc xe 7 chỗ của Suzuki Ertiga số tự động đời 2019 các anh chị. Xe này đi 38.000 km rồi, thì hiện tại bên tiền đang bán với giá là 459 triệu các anh chị nha. Giá ở đây tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là mình đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B nè, quốc lộ 13 hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị cần tư vấn thêm về cái thủ tục vay ngân hàng, lãi suất như thế nào, hàng tháng đóng bao nhiêu nè, thì cứ liên hệ với tiền ha. Hoặc là cái thủ tục mà mua xe online giao xe tận nhà thì cứ liên hệ với tiền, tiền sẽ tư vấn cho các anh chị thủ tục để các anh chị nhà mình cảm thấy tự tin hơn khi mà mua xe online bên tiền nha. Rồi thì kết thúc video ngày hôm nay thì tiền sẽ quay tiếp cho các anh chị là một chiếc bán tải của Nissan các anh chị Navara đó, các anh chị nhớ đón xem nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.